Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình chiếc xe ô tô này các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta bơm hai quả bóng màu đỏ lên nửa quả bóng các bạn nhé. Quả đầu tiên chúng ta tạo một cái khóa, tiếp tục chúng ta tạo một đoạn năm ngón tay, một cái khóa, năm ngón tay, thêm một cái khóa, năm ngón tay, còn cái này quả bóng này chúng ta làm tương tự cái này, một khóa, năm ngón tay, một khóa, năm ngón tay. Ta tạo được hai cái giống nhau là chúng ta để tạo khung xe các bạn nhé, khung xe. Đây các bạn. Bây giờ chúng ta đo đoạn này bốn ngón tay. Chúng ta sẽ cột vào phần này. Bên này tương tự, tạo ngón tay lột, còn vào đây chúng ta sẽ được khung xe. Tiếp tục chúng ta tạo một quả nho khoảng một ngón tay các bạn nhé, và tạo một cái khóa, đoạn này năm ngón tay, một cái khóa giống cái này, và một cái nhau một ngón tay, còn cái này chúng ta làm tương tự. Như chúng ta ngắt bỏ nhé. Ok. Tiếp theo, chúng ta dùng một quả bóng màu đỏ, chúng ta bơm lên nửa quả bóng. Cột vào đây. Tạo một quả nho hai ngón tay, một khóa, ở đây chúng ta đo từ mép khóa này ra đây, ở đây là mép khóa này, chúng ta xoắn lại, chúng ta tạo
một cái khoang, tiếp tục một quả nho, một cái này, phần này chúng ta ngắt, chúng ta giữ phần này lại các bạn nhé. Ta đằng sau này tương tự này. Tiếp theo, chúng ta dùng một quả bóng màu đỏ bơm lên nửa quả bóng. Chúng ta cột vào cái khóa ở khóa trên này các bạn ơi. Và chúng ta ép xuống về khóa này. Chúng ta ép làm sao mà để chúng ta kéo cái này nó thẳng với cái này. Bây giờ nó đang cong để chúng ta ép lên. Bên này tương tự bên này. Thì chúng ta sẽ làm bánh xe. Chú hề ET đã bị hết bóng đen nên chú hề ET thay thế bằng bóng vàng để làm bánh xe các bạn nhé. Chúng ta cột vào đây. Thứ hai.
bánh bên này chúng ta làm tương tự. Bây giờ chúng ta chỉnh các bánh vô các bạn nhé. Chúng ta bóp này vô này. Đây. Và chúng ta luồn khóa này vô các bạn. Ok. Cái này tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống. Bây giờ chúng ta làm gương xe là công đoạn cuối cùng. Ok. Chúng ta đây. Ok, vậy là chú ET đã hoàn thành một chiếc xe các bạn nha, xe hơi. Chú ET làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú ET nữa nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.